Xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Toàn cảnh thế giới được cập nhật hàng ngày trên kênh The Saigon Post. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung nổi bật ngay sau đây. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Một giám đốc cấp cao của một công ty vận tải Hy Lạp bất ngờ nhận được một email lạ trong hộp thư cá nhân. Thông điệp này cũng được gửi đến địa chỉ email công việc của vị quản lý, cảnh báo rằng một trong những tàu của công ty đang di chuyển qua Biển Đỏ có nguy cơ bị tấn công bởi lực lượng dân quân Houthi được Iran hậu thuẫn. Con tàu do Hy Lạp quản lý đã vi phạm lệnh cấm quá cảnh do Houthi áp đặt bằng cách cập cảng Israel và sẽ bị nhắm mục tiêu trực tiếp bởi lực lượng vũ trang Yemen tại bất kỳ khu vực nào họ cho là thích hợp. Bạn phải chịu trách nhiệm và hậu quả khi đưa tàu vào danh sách cấm, email viết, được ký bởi Trung tâm Điều phối Hoạt động Nhân đạo HOCC có trụ sở tại Yemen, một cơ quan được thành lập vào tháng 2 để liên lạc giữa lực lượng Houthi và các công ty vận tải thương mại. Kể từ tháng 11 năm ngoái, Houthi đã thực hiện gần 100 cuộc tấn công vào tàu thuyền đi qua Biển Đỏ, hành động để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine trong cuộc chiến kéo dài một năm của Israel ở Gaza. Họ đã đánh chìm hai tàu, bắt giữ một tàu khác và giết chết ít nhất 4 thủy thủ. Email nhận được vào cuối tháng 5 cảnh báo về các biện pháp trừng phạt đối với toàn bộ đội tàu của công ty nếu con tàu tiếp tục vi phạm các tiêu chí cấm và đi vào các cảng của thực thể Israel chiếm đóng. Đây là email đầu tiên trong hơn một chục email ngày càng đe dọa được gửi đến ít nhất 6 công ty vận tải Hy Lạp kể từ tháng 5, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông. Chiến dịch email này chưa từng được báo cáo trước đây cho thấy phiến quân Houthi đang mở rộng mạng lưới và nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại Hy Lạp có ít hoặc không có liên hệ với Israel. Các mối đe dọa cũng lần đầu tiên trong những tháng gần đây nhắm vào toàn bộ đội tàu, làm gia tăng rủi ro cho những tàu vẫn cố gắng đi qua Biển Đỏ. Hậu quả của chiến dịch này đã bắt đầu hiện rõ. Ít nhất hai công ty vận tải do Hy Lạp điều hành đã quyết định chấm dứt các hành trình qua Biển Đỏ. Một giám đốc điều hành tại một công ty vận tải thứ ba cho biết họ đã quyết định chấm dứt kinh doanh với Israel để có thể tiếp tục sử dụng tuyến đường Biển Đỏ. Lực lượng hải quân Aspides của Liên minh châu Âu đã giúp hơn 200 tàu đi an toàn qua Biển Đỏ, xác nhận sự tiến hóa trong chiến thuật của Houthi trong một cuộc họp kín với các công ty vận tải vào đầu tháng 9. Aspides cho biết quyết định của Houthi mở rộng cảnh báo đến toàn bộ đội tàu đánh dấu sự bắt đầu của giai đoạn thứ tư trong chiến dịch quân sự của họ ở Biển Đỏ. Tình hình này đã gây ra sự hoảng loạn trong ngành vận tải biển. Chi phí bảo hiểm cho các chủ tàu phương Tây đã tăng vọt do các cuộc tấn công của Houthi, với một số công ty bảo hiểm hoàn toàn đình chỉ bảo hiểm. Nhiều công ty đã quyết định ngừng hoạt động tại Biển Đỏ, trong khi một số khác buộc phải cắt đứt quan hệ kinh doanh với Israel để có thể tiếp tục sử dụng tuyến đường này. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một hỏa tiễn đạn đạo mới do Ukraine phát triển đã vượt qua các cuộc thử nghiệm bay, trong bối cảnh Kyiv đang tăng cường đầu tư vào sản xuất vũ khí trong nước sau hơn 2 năm rưỡi chiến tranh với Moscow. Ukraine phụ thuộc vào nguồn viện trợ của phương Tây để duy trì kho hỏa tiễn của mình, nhưng cũng đầu tư mạnh vào ngành sản xuất vũ khí và quốc phòng trong nước khi cuộc chiến khốc liệt với Nga vẫn tiếp diễn. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Hoa Kỳ, nơi theo dõi những thay đổi và diễn biến hàng ngày ở Ukraine, cho biết rằng nỗ lực của Kyiv nhằm tăng cường sản xuất thiết bị quân sự và vũ khí trong nước sẽ giúp giảm bớt sự phụ thuộc của nước này vào các nước hậu thuẫn phương Tây trong dài hạn. Nhưng quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này vẫn sẽ cần sự hỗ trợ đáng kể từ phương Tây trong nhiều năm tới. Vào cuối tháng 8, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã thử nghiệm một hỏa tiễn đạn đạo sản xuất trong nước và mô tả kết quả là tích cực. Ông từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết. Jakub Barakilas, trưởng nhóm nghiên cứu về chiến lược, chính sách và năng lực quốc phòng tại chi nhánh châu Âu của tổ chức nghiên cứu RAND, cho biết Ukraine có nhiều loại hỏa tiễn đạn đạo, ngoại trừ các thiết bị do phương Tây cung cấp như hệ thống hỏa tiễn chiến thuật của quân đội Hoa Kỳ hay ATACMS. Kyiv không được phép sử dụng vũ khí phương Tây tầm xa như ATACMS chống lại các mục tiêu của Nga qua biên giới. Ukraine đã kháng cáo lệnh hạn chế này, nhưng bất chấp tín hiệu từ các quan chức vào tháng trước, lệnh hạn chế vẫn được duy trì. Hỏa tiễn đạn đạo sản xuất trong nước sẽ không nằm trong lệnh cấm này. Phát biểu của Tổng thống Zelensky tuần này có thể ám chỉ đến HRIM-2, một hỏa tiễn đã được phát triển từ lâu nhưng ước tính có tầm bắn khoảng 500 km. Hỏa tiễn này không đủ sức tấn công Moscow, nhưng đủ xa để đe dọa các địa điểm quan trọng của Nga như căn cứ không quân, kho đạn dược hoặc các cơ sở quân sự khác từ lãnh thổ Ukraine. Kyiv cũng đã phát triển chương trình phát triển hỏa tiễn hành trình chống hạm Neptune do nước này sản xuất. Hỏa tiễn Neptune được cho là đã đánh chìm tàu chủ lực của Nga ở Biển Đen.
Moscow vào tháng 4 năm 2022 và tấn công một cảng của Nga ở eo biển Kerch, nối liền đất liền Nga với bán đảo Crimea đã sáp nhập. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã hé lộ thêm thông báo về hỏa tiễn do Ukraine sản xuất trong những tháng tới. Ông cho biết rằng vào cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025, bạn sẽ nghe nhiều về một chương trình hỏa tiễn lớn. Thưa quý vị, trong một diễn biến gây chấn động trên chiến trường, quân đội Ukraine vừa tuyên bố đã tiêu diệt thành công một trạm radar tầm xa Nebo-M của Nga bằng hỏa tiễn tầm xa do Mỹ cung cấp. Đòn đánh này được đánh giá có thể gây xáo trộn nghiêm trọng hệ thống phòng không của Moscow và mở đường cho các cuộc tấn công tiếp theo của Ukraine sử dụng vũ khí tinh vi phương Tây. Quân đội Ukraine cho biết trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội, việc phá hủy trạm radar này làm giảm đáng kể khả năng của quân đội Nga trong việc phát hiện, theo dõi và đánh chặn các mục tiêu khí động học và đạn đạo. Tuy nhiên, họ không tiết lộ vị trí cụ thể của cuộc tấn công. Đáng chú ý, Ukraine khẳng định Nga chỉ còn lại 10 trạm radar như vậy, với mỗi hệ thống có giá trị hơn 100 triệu đô la. Truyền thông nhà nước Nga từng tuyên bố radar này có khả năng phát hiện máy bay và hỏa tiễn đạn đạo của đối phương ở khoảng cách lên tới 1.000 km. Quân đội Ukraine cho biết thêm rằng, việc phá hủy trạm radar sẽ giúp Kyiv sử dụng hiệu quả hỏa tiễn hành trình Storm Shadow của Anh và Scalp của Pháp được phóng từ máy bay. Ukraine đã nhận được một số lô hỏa tiễn ATAC-MS và một số lượng không xác định hỏa tiễn Storm Shadow và Scalp. Nhưng Kyiv liên tục yêu cầu thêm các loại vũ khí tấn công tầm xa như thế này để chống lại sự tiến công dần dần của Nga ở phía đông đất nước. Họ cũng đã lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ, Anh và các đồng minh khác dỡ bỏ các hạn chế, ngăn cản Ukraine sử dụng những vũ khí này trên lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận. Những yêu cầu này cho đến nay vẫn chưa mang lại kết quả cho Kyiv, mặc dù một số tín hiệu từ các quan chức vào tháng trước. Năm 2021, giám đốc nhà sản xuất vũ khí nhà nước Nga Almaz Antey đã mô tả radar Nebo-M là mối đe dọa của công nghệ tàng hình. Phát biểu trong vài phát biểu được truyền thông nhà nước Moscow đưa tin vào thời điểm đó rằng radar này có thể phát hiện máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và F-35 của Mỹ. Hãng thông tấn nhà nước TASS mô tả Nebo-M là một trong những radar tạo thành xương sống của mạng lưới dọc theo biên giới trên bộ của Nga và đến bán đảo Crimea đã sáp nhập vào năm 2018. Thưa quý vị, theo thông tin từ kênh Telegram hồ sơ gián điệp của Nga, lực lượng phòng vệ Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công táo bạo vào ngày 20 tháng 9 nhằm vào vị trí hệ thống phòng không S-400 của một đơn vị thuộc quân đoàn không quân và phòng không số 11 của Nga gần làng Zuralivno, tỉnh Kherson. Cuộc tấn công này được thực hiện bằng 6 máy bay không người lái tấn công đã gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống phòng không tiên tiến của Nga. Cụ thể, hai bệ phóng của hệ thống S-400 đã bị phá hủy hoàn toàn, một bệ phóng khác bị hư hại và trung tâm chỉ huy chiến đấu cũng bị vô hiệu hóa. Đáng chú ý, những hệ thống phòng không bị tấn công này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ không phận hướng tới thành phố Kursk của Nga. Mặc dù nhóm vận hành đã phát hiện sự tiếp cận của các UAV, nhưng do gặp trục trặc kỹ thuật, họ đã không thể khai hỏa để đánh chặn các mục tiêu trên không. Điều đặc biệt đáng quan tâm là những hệ thống S-400 bị tấn công này được cho là thuộc lô sản xuất mới nhất năm 2023, cho thấy khả năng Ukraine có thể đe dọa ngay cả những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Nga. Sự kiện này không phải là lần đầu tiên Ukraine thành công trong việc tấn công hệ thống S-400 của Nga. Trước đó, vào tháng 2 năm nay, một video ghi lại cảnh phá hủy một hệ thống S-400 của Nga bằng hỏa tiễn GMLRS từ hệ thống phóng HIMARS đã được công bố. Ngoài ra, vào tháng 8, các nhà phân tích Osin cũng đã xác nhận việc phá hủy một hệ thống S-400 khác của Nga tại Simferopol bị chiếm đóng, dựa trên các hình ảnh vệ tinh. Cuộc tấn công này một lần nữa chứng minh khả năng tác chiến ngày càng tinh vi của Ukraine, có thể đe dọa ngay cả những hệ thống phòng không được coi là bất khả xâm phạm của Nga. Điều này có thể buộc Nga phải xem xét lại chiến lược phòng không của mình, đặc biệt là trong việc bảo vệ các vùng lãnh thổ gần biên giới Ukraine. Tạm rời mặt trận Trung Đông để đến với chiến sự Nga-Ukraine, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra gần nhà máy điện hạt nhân Kursk ở Nga, làm dấy lên lo ngại về an ninh hạt nhân và gia tăng căng thẳng giữa Moscow và Kyiv. Theo thông tin từ Thống đốc Alexei Smirnov, một máy bay không người lái đã bị rơi cách nhà máy khoảng 5 km, gây ra hỏa hoạn tại một công trình phụ trợ, không liên quan đến cơ sở hạt nhân.
Sự việc này nhanh chóng trở thành tâm điểm của cuộc tranh cãi giữa Nga và Ukraine. Các kênh Telegram ủng hộ Kremlin như Mass và Short đã công bố hình ảnh và video từ hiện trường cho thấy khói bốc lên và âm thanh của các vụ nổ. Ban đầu, họ cáo buộc lực lượng vũ trang Ukraine AFU đã cố gắng tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk bằng 4 hỏa tiễn và một máy bay không người lái, hoặc theo một nguồn tin khác, bằng một quả bom máy bay Pháp. Tuy nhiên, thông tin về hỏa tiễn sau đó đã bị xóa bỏ. Phía nhà máy điện hạt nhân Kursk và Rosneftom đều khẳng định rằng cơ sở vẫn hoạt động bình thường và mức phóng xạ nền vẫn ở mức tương ứng với hoạt động bình thường của các lò phản ứng. Điều này phần nào làm dịu bớt lo ngại về một thảm họa hạt nhân tiềm tàng. Tuy nhiên, cuộc điều tra độc lập của iStories cho thấy khu vực xảy ra sự việc nằm gần công viên Tepli Beret, dọc theo hồ chứa Kursk, một hồ làm mát của nhà máy. Google Maps thậm chí còn đánh dấu khu vực này là lãnh thổ của nhà máy điện hạt nhân Kursk, làm tăng thêm mối lo ngại về mức độ gần gũi của sự việc với cơ sở hạt nhân quan trọng này. Phản ứng trước những cáo buộc từ phía Nga, Bộ Ngoại giao Ukraine đã kiên quyết bác bỏ mọi liên quan đến vụ tấn công. Phát ngôn viên Georgi Tikhy tuyên bố, chúng tôi hoàn toàn phủ nhận những tuyên bố của truyền thông Nga về các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hoặc gần nhà máy điện hạt nhân Kursk. Không giống như quân đội chiếm đóng Nga, lực lượng vũ trang Ukraine nghiêm túc tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và không tấn công dân thường hoặc cơ sở hạ tầng dân sự. Sự việc này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực biên giới Nga-Ukraine. Từ đầu tháng 8, quân đội Ukraine đã tiến hành một chiến dịch phản công ở tỉnh Kursk. Điều này đã khiến lãnh đạo Rosatom Alexei Likachev phải cân nhắc khả năng đóng cửa nhà máy điện hạt nhân Kursk do các cuộc giao tranh đang diễn ra. Likachev cũng cảnh báo về nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân lớn nhất trong trường hợp nhà máy bị tấn công, với hậu quả có thể ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực xung quanh Biển Đen, bao gồm một số quốc gia EU, Ukraine, Belarus và Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện tại, chỉ có lò phản ứng số 3 của nhà máy điện hạt nhân Kursk đang hoạt động, trong khi lò số 1 và 2 vẫn được vận hành nhưng không sản xuất điện, và lò số 4 đang trong quá trình bảo trì theo kế hoạch. Nhà máy này đóng góp hơn 50% công suất điện của toàn bộ khu vực Chernozem của Nga. Trong một chiến dịch bí mật kéo dài nhiều tháng, sự hợp tác đặc biệt giữa Israel, Hoa Kỳ và Iraq đã thành công trong việc giải cứu một phụ nữ Yazidi 21 tuổi khỏi dải Gaza sau một thập kỷ bị tổ chức nhà nước Hồi giáo IS bắt cóc. Câu chuyện này không chỉ là một minh chứng cho sự kiên trì và hy vọng, mà còn là biểu tượng của sức mạnh hợp tác quốc tế trong việc khắc phục những thảm kịch nhân đạo. Fawzia Shido, tên của nạn nhân được giải cứu, là một thành viên của cộng đồng tôn giáo cổ xưa Yazidi, chủ yếu sinh sống tại Iraq và Syria. Năm 2014, IS đã tiến hành một chiến dịch tàn bạo nhằm vào cộng đồng này, khiến hơn 5.000 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị bắt cóc, một hành động mà Liên Hợp Quốc đã xác định là tội ác diệt chủng. Quá trình giải cứu Shido diễn ra trong bối cảnh an ninh cực kỳ phức tạp do cuộc tấn công quân sự của Israel vào Gaza. Siwan Sinjari, chánh văn phòng Bộ trưởng Ngoại giao Iraq cho biết nỗ lực này kéo dài hơn 4 tháng và trải qua nhiều lần thất bại trước khi thành công. Theo nguồn tin thân cận với vụ việc, các quan chức Iraq đã liên lạc với Shido trong nhiều tháng qua và chuyển thông tin của cô cho phía Mỹ. Sau đó, Hoa Kỳ đã phối hợp với Israel để sắp xếp việc đưa cô ra khỏi Gaza. Điều đáng chú ý là Iraq và Israel không có quan hệ ngoại giao, nhưng đã gác lại những khác biệt để hợp tác trong chiến dịch nhân đạo này. Quân đội Israel xác nhận rằng kẻ bắt giữ Shido đã thiệt mạng trong cuộc chiến ở Gaza, có thể do một cuộc không kích của Israel. Sau đó, cô đã trốn thoát đến một nơi ẩn náu trong dải Gaza. Trong một tuyên bố, quân đội Israel cho biết, trong một chiến dịch phức tạp được phối hợp giữa Israel, Hoa Kỳ và các tác nhân quốc tế khác, cô ấy gần đây đã được giải cứu trong một nhiệm vụ bí mật từ dải Gaza qua cửa khẩu Kerem Shalom. Sau khi vào Israel, Shido đã tiếp tục đi qua cửa khẩu cầu Al-Anbi để đến Jordan và từ đó trở về với gia đình tại Iraq. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận rằng Shido đã bị bắt cóc khỏi nhà ở Iraq khi mới 11 tuổi và bị bán sang Gaza. Mặc dù Shido đang trong tình trạng sức khỏe thể chất tốt, nhưng cô bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng do thời gian bị giam cầm và tình hình nhân đạo khủng khiếp ở Gaza. Câu chuyện của cô là một trong số ít trường hợp may mắn trong số hơn 6.000 người Yazidi bị IS bắt cóc năm 2014. Đến nay, hơn 3.500 người đã được giải cứu hoặc trả tự do, nhưng vẫn còn khoảng 2.600 người mất tích.
Và thưa quý vị, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày bầu cử. Bà Jen Easterly, Giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở Hạ tầng Hoa Kỳ CISA đã mạnh mẽ trấn an người dân Mỹ, những người đang bị cuốn vào làn sóng thông tin sai lệch và sự hoài nghi về tính trung thực của bầu cử, rằng họ có thể tin tưởng vào kết quả bầu cử năm nay. Bà Easterly khẳng định rằng, các quan chức bầu cử tại các bang và địa phương đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc bảo vệ hệ thống bỏ phiếu, kiểm phiếu và hạ tầng bầu cử nói chung, khiến hệ thống bầu cử trở nên an toàn hơn bao giờ hết. Bà nhấn mạnh, không có quốc gia thù địch nào như Nga hay Iran có thể thay đổi kết quả bầu cử. Những đối tượng xấu, dù cố gắng đến đâu, cũng không thể gây ảnh hưởng lớn đến mức làm thay đổi kết quả bầu cử, bà Easterly nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin AP vào thứ Tư. Lời trấn an của bà Easterly được đưa ra trong bối cảnh các quan chức tình báo Mỹ cảnh báo về nỗ lực ngày càng gia tăng từ các đối thủ nước ngoài nhằm tác động đến cử tri, làm sâu sắc thêm sự chia rẽ đảng phái và phá hoại lòng tin vào bầu cử Mỹ. Những bình luận của bà đối lập với sự hoài nghi của hàng triệu người Mỹ, đặc biệt là những người thuộc đảng Cộng Hòa, kể từ sau cuộc bầu cử năm 2020 khi cựu Tổng thống Donald Trump từ chối chấp nhận thất bại. Ông Trump đã tiết lộ củng cố những tuyên bố sai lầm về gian lận bầu cử kể từ đó. Trong cuộc phỏng vấn kéo dài 40 phút, bà Easterly cũng đề cập đến nhiều mối quan ngại liên quan đến bầu cử, bao gồm thông tin sai lệch, vai trò của cơ quan CISA trong việc phối hợp với các công ty truyền thông xã hội. Bà cũng cho biết cơ quan của bà đang liên lạc với các quan chức bầu cử tại khu vực Đông Nam Hoa Kỳ, nơi vừa bị tàn phá bởi bão Helene, để bảo đảm rằng cử tri có thể thực hiện quyền bỏ phiếu của mình bất chấp thiên tai. Thừa nhận rằng niềm tin của nhiều người Mỹ về hệ thống bầu cử đã bị lung lay, bà Easterly nhấn mạnh sự sẵn sàng của các quan chức bầu cử trong việc đối phó với các tình huống khẩn cấp, những sai sót và tấn công, và nhắc lại cam kết của họ trong việc bảo vệ phiếu bầu của người dân. Trong những năm gần đây, các quan chức bầu cử đã tăng cường hệ thống an ninh mạng bằng cách thực hiện các biện pháp kiểm soát truy cập và thường xuyên kiểm tra thiết bị bầu cử. Hơn 97% các khu vực bầu cử tại Mỹ hiện có giấy xác nhận các phiếu bầu, giúp bảo đảm tính minh bạch và xác minh kết quả. Các cơ quan tình báo và công ty công nghệ đã theo dõi và phát hiện những hoạt động từ Nga và Iran nhằm sử dụng các trang web giả mạo và tài khoản mạng xã hội để lan truyền thông tin sai lệch và tạo sự chia rẽ trong xã hội Mỹ. Cơ quan CISA chưa phát hiện bất kỳ hoạt động tấn công mạng nào nhắm vào cơ sở hạ tầng bầu cử trong năm nay. Một hệ quả đáng lo ngại khác của thông tin sai lệch là sự gia tăng các mối đe dọa nhắm vào các quan chức bầu cử và gia đình họ. Bà Easterly gọi hiện tượng này là ăn mòn nền dân chủ và kêu gọi cộng đồng cùng chung tay chống lại. Bà cũng cảnh báo rằng các đối thủ nước ngoài chắc chắn sẽ cố gắng tận dụng quá trình kiểm phiếu sau ngày bầu cử để làm suy yếu niềm tin vào kết quả. Chúng ta cần đoàn kết lại với tư cách là người dân Mỹ để bảo vệ và giữ gìn điều quý giá nhất. Bà nói, đó là nền tảng của nền dân chủ của chúng ta, các cuộc bầu cử công bằng, tự do, an toàn và minh bạch. Thưa quý vị, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng nếu ông Donald Trump làm Tổng thống, Nga đã không xâm lược Ukraine năm 2022. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Telegraph được công bố hôm thứ Năm, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson nhận định rằng sự kháng cự của Ukraine là hoàn toàn sống còn đối với tự do và dân chủ, và việc Ukraine thất thủ sẽ là một thảm họa tuyệt đối. Ông Johnson cũng khẳng định ông Trump hiểu điều đó. Ông Johnson nhận định, tôi không tin ông Trump muốn bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của mình bằng cách làm lợi cho Nga. Ông ấy chắc chắn muốn thực hiện khẩu hiệu làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, thay vì vô tình giúp Nga trở nên hùng mạnh như thời Liên Xô cũ. Cựu Tổng thống Donald Trump, người từng bày tỏ hoài nghi về viện trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine, đã nhiều lần nhấn mạnh trong chiến dịch tranh cử rằng nếu ông là Tổng tư lệnh, Nga sẽ không xâm lược Ukraine. Kể từ khi Nga tấn công Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Hoa Kỳ đã cung cấp khoảng 60 tỷ Mỹ kim viện trợ quân sự cho quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Tuần trước, cựu Tổng thống đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại New York. Trước cuộc gặp, ông Trump nói với phóng viên rằng ông có thể đàm phán một thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh rất nhanh chóng. Chúng tôi sẽ làm việc rất nhiều với cả hai bên để cố gắng giải quyết vấn đề này, ông Donald Trump tuyên bố. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt và tôi cũng có mối quan hệ rất tốt, như quý vị đã biết, với Tổng thống Putin. Và tôi nghĩ nếu chúng tôi chiến thắng, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này rất nhanh chóng. Ứng cử viên đảng Cộng Hòa nói thêm trước khi ông Zelensky xen vào, tôi hy vọng chúng ta sẽ có nhiều mối quan hệ tốt đẹp hơn. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận có lợi cho cả hai bên. Ông Donald Trump nói, đã đến lúc rồi. Nhân tiện, Tổng thống Zelensky cũng biết điều đó. Ông ấy muốn đạt được một cái gì đó. Ông ấy không muốn tiếp tục tình trạng này.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Johnson ca ngợi tính không thể đoán trước của ông Trump và cho biết ông đã nói chuyện với ứng cử viên đảng Cộng Hòa khá gần đây. Một trong những ưu điểm của Donald Trump là sự khó đoán của ông ấy. Ông Johnson nói, đã là một trong những lý do tại sao tôi nhìn vào cách ông ấy thực sự hành xử trong các vấn đề đối ngoại và tôi so sánh nó với những gì người ta nói về ông ấy. Ông ấy đã trục xuất 60 gián điệp Nga sau vụ đầu độc ở Salisbury. Ông tiếp tục, ông ấy cứng rắn hơn nhiều đối với Syria so với các chính quyền đảng Dân Chủ. Ông ấy cứng rắn hơn đối với IRGC, lực lượng vệ binh cách mạng Iran, và sau đó ông ấy đã cung cấp hỏa tiễn Javelin cho Ukraine. Thưa quý vị, toàn thế giới đang nín thở chờ đợi. Trong những giờ phút căng thẳng nhất của cuộc xung đột Trung Đông, một sự kiện chấn động sắp diễn ra tại trái tim của Iran. Đại giáo chủ Ali Khamenei, người đàn ông quyền lực nhất Cộng hòa Hồi giáo, sẽ phá vỡ im lặng sau gần 5 năm để có bài phát biểu mang tính định mệnh. Đây được xem là một sự kiện hiếm hoi và có thể tiết lộ những kế hoạch sắp tới của Cộng hòa Hồi giáo Iran sau cuộc tấn công hỏa tiễn quy mô lớn nhằm vào Israel mới đây. Sự kiện này diễn ra chỉ 3 ngày trước lễ kỷ niệm 1 năm cuộc chiến Israel-Hamas ở Gaza, vốn bùng phát sau cuộc tấn công của nhóm Hamas do Iran hậu thuẫn vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Theo thông tin từ trang web chính thức, nhà lãnh đạo tối cao sẽ dẫn đầu đoàn người Hồi giáo cầu nguyện tại nhà thờ Hồi giáo Imam Khomeini Grand Mosala ở trung tâm Tehran. Trước buổi cầu nguyện sẽ có một lễ tưởng niệm dành cho Hassan Nasrallah, thủ lĩnh đã bị sát hại của phong trào Hezbollah Liban do Tehran hậu thuẫn. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran trực thuộc quyền chỉ huy của Khamenei cho biết cuộc tấn công bằng khoảng 200 hỏa tiễn vào Israel hôm thứ Ba là để trả đũa cho một loạt các vụ sát hại các nhân vật quan trọng do Israel thực hiện. Cụ thể, họ nêu ra vụ Israel giết chết Nasrallah cùng với chỉ huy vệ binh Abbas Niforoshan trong cuộc không kích vào Beirut cuối tháng 9 và vụ sát hại thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran vào tháng 7. Lần gần nhất Khamenei chủ trì buổi cầu nguyện thứ 6 là vào tháng 1 năm 2020 sau khi Iran bắn hỏa tiễn vào một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Iraq để đáp trả cuộc tấn công giết chết vị chỉ huy đáng kính của lực lượng vệ binh cách mạng Qasem Soleimani. Bài phát biểu sắp tới của Khamenei được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm khi nó có thể hé lộ những động thái tiếp theo của Iran trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông. Nhiều chuyên gia nhận định rằng nội dung bài giảng có thể ảnh hưởng đến tình hình an ninh khu vực và quan hệ quốc tế trong thời gian tới. Các quan chức Ukraine cho biết một quả bom lượn của Nga đã tấn công một tòa nhà chung cư 5 tầng ở Kharkiv vào thứ Năm, làm ít nhất 12 người bị thương, trong đó có một bé gái 3 tuổi. Theo các quan chức địa phương, quả bom rơi trúng giữa tầng 3 và tầng 4 gây ra hỏa hoạn. Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, thường xuyên phải đối mặt với các cuộc tấn công trên không trong suốt cuộc chiến đang diễn ra với Nga, hiện đã bước sang năm thứ ba. Việc sử dụng ngày càng nhiều bom lượn phóng từ máy bay Nga trong lãnh thổ Nga đã gây kinh hoàng cho dân thường và áp đảo hệ thống phòng thủ tiền tuyến của quân đội Ukraine. Những vũ khí này đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch gần đây của Nga nhằm chiếm giữ thị trấn Vuhleda, có ý nghĩa chiến thuật quan trọng, nơi lực lượng Nga đang tàn phá khu vực phía đông, buộc quân đội Ukraine phải rút khỏi những thị trấn bị tàn phá. Trong một cuộc họp báo, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhấn mạnh nhu cầu tăng cường hỗ trợ quân sự từ các đồng minh phương Tây, khi tuyên bố rằng vụ tấn công mới nhất ở Kharkiv nêu bật nhu cầu cấp thiết về việc tăng cường hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây của Ukraine. Khi Tổng thống Zelensky phát biểu trước giới truyền thông, Tổng thư ký NATO mới được bổ nhiệm, ông Mark Rutte đã đến thăm Ukraine lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Ông Rutte đã gặp Tổng thống Zelensky tại Kyiv khi còi báo động không kích vang lên hai lần, nhấn mạnh tình hình nguy hiểm trên thực địa. Ông tuyên bố sẽ tăng cường sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine, quốc gia đã tự vệ trước cuộc xâm lược toàn diện của Nga kể từ tháng 2 năm 2022. Ông Rutte bày tỏ sự tin tưởng vào việc hợp tác với bất kỳ ai được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11, vì cuộc bầu cử đó có thể tác động đáng kể đến việc Ukraine tiếp cận viện trợ đang diễn ra của phương Tây. Trong cuộc họp của họ, Tổng thống Zelensky đã thảo luận về các yếu tố của cái gọi là kế hoạch chiến thắng của Ukraine. Trước cuộc họp của NATO tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức vào tuần trước, cuộc họp này sẽ đoàn kết các nhà lãnh đạo quốc phòng từ hơn 50 quốc gia đối tác để phối hợp viện trợ vũ khí. Tổng thống Zelensky nhắc lại nhu cầu cấp thiết của Ukraine về vũ khí bổ sung, đặc biệt là vũ khí tầm xa. Ông lưu ý lo ngại rằng cuộc xung đột ở Trung Đông có thể ảnh hưởng đến mốc thời gian cho kế hoạch chiến thắng của ông. Tất nhiên, chúng tôi muốn Ukraine không bị lãng quên, nhưng cách tốt nhất để không lãng quên Ukraine là cung cấp vũ khí phù hợp với các giấy phép cần thiết. Ông nói,
và giúp bắn hạ cùng hỏa tiễn hoặc máy bay không người lái của Iran giống như chúng bị bắn hạ trên Israel. Ông Rut tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc của NATO, nhấn mạnh rằng Ukraine đang gần gũi với NATO hơn bao giờ hết. Ông nhấn mạnh các bước đi gần đây của liên minh bao gồm 44 tỷ Mỹ Kim hỗ trợ tài chính và thành lập một bộ chỉ huy NATO mới để phối hợp đào tạo và hỗ trợ cho Ukraine. Thưa quý vị, trong một diễn biến mới nhất từ mặt trận phía Bắc Israel, lực lượng đặc nhiệm thuộc lữ đoàn dù của quân đội phòng vệ Israel IDF đã tiêu diệt 15 chiến binh Hezbollah trong các cuộc giao tranh tầm gần. Cuộc diễn ác liệt này đã hé lộ những thông tin quan trọng về chiến thuật và cơ sở hạ tầng của tổ chức khủng bố Hezbollah. Theo báo cáo, phần lớn các chiến binh Hezbollah đang ẩn náu trong các tòa nhà ở trung tâm các làng mạc Liban, chờ đợi binh sĩ IDF đến gần để phục kích. Tuy nhiên, với thông tin tình báo chính xác, lực lượng dù Israel đã bao vây nhiều thị trấn và lục soát các tòa nhà, khu vực được xác định là các khu phức hợp quân sự và nhà cửa đã bị biến thành điền đồn của khủng bố. Trong quá trình đột kích, các binh sĩ Israel đã phát hiện nhiều vũ khí, bao gồm súng cối, bệ phóng, súng trường, súng máy, kho chứa thiết bị quân sự, thiết bị nổ tự chế, IED và một hố phóng nơi ẩn giấu bệ phóng hỏa tiễn sẵn sàng bắn vào các cộng đồng phía Bắc Israel. Đáng tiếc, trong một cuộc đụng độ với tay súng Hezbollah, đại úy Benjian Falat của IDF đã hy sinh. Điểm đáng chú ý nhất trong chiến dịch này là việc phát hiện và phá hủy các cơ sở hạ tầng ngầm của Hezbollah, mặc dù không quân Israel cùng với các đơn vị pháo binh đã nhắm mục tiêu vào một số cơ sở ngầm, nhưng chỉ có các cuộc tìm kiếm trên mặt đất và hoạt động của lực lượng công binh dẫn đầu bởi đơn vị Yahalam mới có thể xác định chính xác, lập bản đồ và phá hủy hiệu quả các hệ thống ngầm này. Theo báo cáo từ hiện trường, một số địa điểm ngầm được phát hiện được xây dựng để hỗ trợ kế hoạch chiếm đóng Galilee của Hezbollah. Kế hoạch này bao gồm việc nhanh chóng tiến đến biên giới và xâm nhập vào lãnh thổ Israel như một phần của nỗ lực chiếm đóng các cộng đồng phía Bắc Israel. Chiến dịch này của IDF đã gây một đòn nặng nề cho Hezbollah không chỉ về mặt nhân sự mà còn về cơ sở hạ tầng và khả năng tác chiến. Việc phát hiện và phá hủy các cơ sở ngầm có thể làm suy yếu đáng kể khả năng của Hezbollah trong việc tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel. Trong khi tình hình chiến sự vẫn đang diễn biến phức tạp, IDF cũng không quên bảo đảm tinh thần cho binh sĩ. Theo chỉ thị của người đứng đầu Cục Công nghệ và Hậu cần IDF, nỗ lực sẽ được thực hiện để cho phép tất cả binh sĩ IDF ở Nam Liban đánh dấu lễ Rosh Hashanah. Các bữa ăn nóng đã được vận chuyển dọc theo các tuyến đường hậu cần đến các binh sĩ trong các làng mạc Liban. Theo thông tin độc quyền từ phong trào kháng chiến ATES, một cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine vào các cơ sở quân sự Nga có thể sắp xảy ra. Các chiến sĩ kháng chiến Ukraine đã phát hiện dấu hiệu Nga đang gấp rút tăng cường phòng thủ trên bán đảo Crimea, chuẩn bị đối phó với một cuộc tấn công dữ dội. Cụ thể, phong trào ATES báo cáo về hoạt động vận chuyển hỏa tiễn ồ ạt tới các hệ thống phòng không khác nhau trên bán đảo Crimea. Theo các chiến sĩ kháng chiến, điều này cho thấy lực lượng vũ trang Nga đang chuẩn bị đối phó với một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở quân sự của họ và đang cố gắng tăng cường phòng thủ. Đáng chú ý, một điệp viên của phong trào đã phát hiện một tuyến đường vận chuyển hỏa tiễn tới hệ thống phòng không S-300 gần cầu Kerch, công trình huyết mạch mà quân chiếm đóng Nga đang cố gắng bảo vệ bằng mọi giá. Chúng tôi tiếp tục theo dõi các tuyến đường vận chuyển hỏa tiễn và xác định các hệ thống phòng không để làm suy yếu phòng thủ và kẻ chiếm đóng và giúp lực lượng phòng vệ Ukraine giành thắng lợi, thông báo của ATES nêu rõ. Trước đó, các chiến sĩ kháng chiến Ukraine cũng đã phát hiện các kho đạn dược và hệ thống hỏa tiễn phòng không bớt M1 tại tỉnh Donetsk. Những thông tin này cho thấy Nga đang trong tình trạng báo động cao, chuẩn bị đối phó với một cuộc tấn công có thể sắp xảy ra từ phía Ukraine. Điều này cũng có thể là dấu hiệu cho thấy Ukraine đang lên kế hoạch cho một chiến dịch quy mô lớn nhằm giải phóng các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, đặc biệt là bán đảo Crimea. Với sự hỗ trợ của các chiến sĩ kháng chiến trong việc cung cấp thông tin tình báo quý giá, Ukraine có thể đang có lợi thế chiến lược quan trọng trong việc lên kế hoạch cho các cuộc tấn công sắp tới. Điều này có thể dẫn đến một bước ngoặt quan trọng trong cuộc xung đột đang diễn ra. Một sự kiện gây chấn động đã xảy ra tại thành phố Novosibirsk, Nga, khi trụ sở khu vực của Cơ quan An ninh Liên bang FSB bị đốt cháy trong một vụ tấn công táo bạo. Sự việc này đã được Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine GUA công bố kèm theo đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình. Theo những hình ảnh được công bố, một người đàn ông mặc đồ đen tiếp cận tòa nhà FSB với một can xăng trong tay. Anh ta nhanh chóng đập vỡ cửa sổ, đổ chất lỏng dễ cháy vào bên trong, châm lửa và nhanh chóng tẩu thoát. Đoạn video cho thấy ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan rộng nhanh chóng. Sự kiện này không phải là một trường hợp cá biệt.
Trong thời gian gần đây, số lượng các vụ việc tương tự trên lãnh thổ Nga đang gia tăng đáng kể. Điều này phản ánh một xu hướng đáng lo ngại. Ngày càng có nhiều người sẵn sàng thể hiện sự phản đối của mình đối với chế độ Putin thông qua các hành động cực đoan. Trước đó không lâu, một vụ đốt phá trạm biến áp điện đã xảy ra tại Bryansk, dẫn đến việc một máy biến áp bị cháy rụi. Hậu quả là hai nhà máy quân sự phải ngừng hoạt động và một đơn vị quân đội bị mất điện. Sự việc này đã gây ra những ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động quân sự và công nghiệp trong khu vực. Thêm vào đó, trong đêm 4 tháng 10, một nhóm máy bay không người lái đã tấn công kho dầu của công ty Ananev Teproduct tại thị trấn Anna, tỉnh Voronezh của Nga. Cuộc tấn công này đã gây ra một vụ hỏa hoạn lớn tại cơ sở quan trọng này. Những sự kiện liên tiếp này đặt ra nhiều câu hỏi về tình hình an ninh nội bộ của Nga. Chúng không chỉ thể hiện sự bất mãn ngày càng tăng trong một bộ phận dân chúng đối với chính sách của chính phủ, mà còn cho thấy khả năng các nhóm đối lập hoặc lực lượng bên ngoài có thể thâm nhập và gây ra thiệt hại đáng kể cho các cơ sở quan trọng của đất nước. Phản ứng của chính quyền Nga trước những sự kiện này vẫn chưa được công bố rộng rãi. Tuy nhiên, có thể dự đoán rằng các biện pháp an ninh sẽ được thắt chặt hơn nữa tại các cơ sở quan trọng trên toàn quốc. Điều này có thể dẫn đến sự gia tăng kiểm soát và giám sát, không chỉ đối với các cơ sở công cộng mà còn đối với người dân nói chung. Những sự kiện này cũng đặt ra câu hỏi về hiệu quả của các biện pháp an ninh hiện tại tại Nga. Việc một cá nhân có thể tiếp cận và gây ra thiệt hại đáng kể cho một cơ quan an ninh quan trọng như FSB cho thấy có thể có những lỗ hổng đáng kể trong hệ thống bảo vệ. Trong bối cảnh Nga đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng, Điện Kremlin đã đưa ra một giải pháp táo bạo, thay thế hàng loạt người lao động bằng robot hay còn gọi là robotization. Đề xuất này không chỉ nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân lực trước mắt, mà còn hướng tới mục tiêu đưa Nga trở thành một trong những quốc gia hàng đầu về ứng dụng công nghệ robot trong tương lai gần. Maxim Oreskin, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Nga đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc robotization trong một bài phát biểu tại diễn đàn Innopolis. Ông khẳng định robotization là con đường trực tiếp để vượt qua tình trạng thiếu hụt nhân lực, vấn đề đang ảnh hưởng đến mọi ngành công nghiệp. Oreskin cũng cho biết quá trình này đã bắt đầu với nhiều nhà máy mới đã tự động hóa toàn bộ các dây chuyền sản xuất. Theo quan điểm của các vị quan chức Kremlin, ngoài sản xuất công nghiệp, robot có thể được triển khai trong các lĩnh vực như hậu cần, lưu trữ và phân loại. Ông lập luận rằng những chức năng này hiện đang đòi hỏi một lượng lớn lao động thủ công, chi phí sẽ ngày càng tăng cao. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt ra mục tiêu đưa Nga vào top 25 quốc gia hàng đầu thế giới về sử dụng robot trong thời gian ngắn, tương đương với việc lắp đặt hơn 100 máy móc tự động. Phó Thủ tướng Alexander Novak cũng nhấn mạnh robotization và phát triển trí tuệ nhân tạo là những yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn của Nga. Hiện tại, ngành công nghiệp Nga có khoảng 19 robot trên 10.000 công nhân. Để đạt được mục tiêu đề ra, theo Bộ trưởng Công thương Anton Alikhanov, cần phải triển khai khoảng 85.000 máy móc vào sản xuất trước năm 2030. Tuy nhiên, quá trình này đang gặp phải 3 thách thức chính bao gồm cách tiếp cận bảo thủ của các nhà quản lý doanh nghiệp, những người vẫn ưu tiên thuê nhân công, kinh nghiệm hạn chế của các công ty tích hợp, khó khăn về hậu cần, bao gồm cả nhu cầu nội địa hóa hoàn toàn việc sản xuất robot tại Nga. Theo báo cáo của Liên đoàn Robot Quốc tế IFR, năm 2023, các quốc gia dẫn đầu về mật độ robotization là Hàn Quốc, 1.012 robot trên 10.000 nhân viên, Singapore 730 robot và Đức 415 robot. Cuộc xung đột với Ukraine đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng tại Nga do hậu quả của việc huy động quân sự và làn sóng di cư hàng loạt. Theo ước tính của dịch vụ tuyển dụng Headhunter, thị trường lao động đã mất 2 triệu người lao động trong độ tuổi từ 19 đến 40, khiến lực lượng lao động hiện tại của đất nước chỉ còn 76,3 triệu người. Một cuộc khảo sát của Ngân hàng Trung ương Nga vào tháng 4 cho thấy 70% doanh nghiệp Nga đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực. Chính phủ ước tính nền kinh tế sẽ cần thêm 2,4 triệu lao động mới từ nay đến năm 2030. Thưa quý vị, hôm thứ Năm ngày 3 tháng 10, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết hai người đàn ông Trung Quốc đã âm mưu lừa gạt Apple hàng triệu Mỹ Kim bằng iPhone giả đã bị kết án. Tôn Hạo Thiên, 34 tuổi, bị kết án 57 tháng tù và buộc phải trả cho Apple hơn 1 triệu Mỹ Kim tiền bồi thường, đồng thời bị tịch thu 53.610 Mỹ Kim. Tiết Bằng Phi, 34 tuổi, bị kết án 54 tháng tù và buộc phải trả cho Apple 397.800 Mỹ Kim tiền bồi thường, đồng thời bị tịch thu 19.890 Mỹ Kim. Tôn Hạo Thiên sống ở thành phố Baltimore và Tiết Bằng Phi sống ở thị trấn Germantown, bang Maryland, Hoa Kỳ.
Gần 5 năm sau khi bị bắt vào tháng 12 năm 2019, bản án được đưa ra sau khi bồi thẩm đoàn buộc tội hai người đàn ông này vào tháng 2 năm 2024. Chi tiết kế hoạch lừa đảo của họ được trình bày trong hơn 3 ngày khai nhận trước tòa. Trong một tuyên bố, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, Tôn Hạo Thiên, Tiết Bằng Phi và những người đồng mưu của họ đã gửi iPhone giả cho Apple sửa chữa. Do không biết chiêu thức lừa đảo này nên Apple đã đổi iPhone chính hãng cho họ. Có thông tin cho rằng Tôn Hạo Thiên và Tiết Bằng Phi đã mua iPhone giả từ Hồng Kông. Những điện thoại này có số series hoặc email giả. Họ gửi chúng đến các cửa hàng Apple và nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền của Apple. Theo tài liệu của tòa án, trong quá trình âm mưu, những kẻ chủ mưu trong kế hoạch này đã gửi hơn 6.000 điện thoại giả cho Apple, dẫn đến thiệt hại ước tính khoảng 3,8 triệu đô la và thiệt hại thực tế hơn 2,5 triệu Mỹ Kim. Để tránh bị phát hiện, Tôn Hạo Thiên và Tiết Bằng Phi sử dụng nhiều tên gọi khác nhau nhằm bảo đảm trò lừa diễn ra trót lọt. Tuy nhiên, cả hai đã bị bắt vào ngày 5 tháng 12 năm 2019 với tội danh lừa đảo. Sau 5 ngày xét xử, Tôn Hạo Thiên và Tiết Bằng Phi bị kết tội cấu kết âm mưu lừa đảo bưu chính. Ngoài ra, Tôn Hạo Thiên còn bị kết án về một tội lừa đảo bưu chính, Tiết Bằng Phi cũng bị kết án 6 tội lừa đảo bưu chính. Chiêu lừa đảo đó thực hiện trót lọt là nhờ lỗ hổng trong chính sách bảo hành AppleCare. Cụ thể, trong trường hợp máy cũ hỏng hóc, gặp lỗi kỹ thuật, Apple có thể bảo hành bằng cách đổi lại máy mới, đáp ứng các yêu cầu về chức năng của hãng. Thiết bị Apple giả được mang đến sẽ có số ID khớp với sản phẩm hiện có, thuộc sở hữu của người thật ở Mỹ và vẫn còn bảo hành. Trang Naito Firemark cho rằng chiêu trò này vô tình khiến nhiều khách hàng mất bảo hành sửa chữa chính hãng vì hệ thống của Apple đã nhận xử lý các máy giả có cùng số ID. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 10, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA đã khởi động một chiến dịch mới nhằm tuyển dụng người cung cấp thông tin tại Trung Quốc, Iran và Triều Tiên, mở rộng chiến dịch mà họ cho là đã đạt được nhiều thành công trong việc tuyển dụng người Nga. CIA đã đăng tải các hướng dẫn bằng tiếng quan thoại, tiếng Farsi và tiếng Hàn lên các nền tảng mạng xã hội như X, trước đây là Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn và cả trên Dark Web, cung cấp thông tin về cách liên hệ với họ một cách an toàn. Một phát ngôn viên của CIA cho biết trong tuyên bố, những nỗ lực của chúng tôi tại Nga đã có kết quả tích cực và chúng tôi muốn bảo đảm rằng các cá nhân sống dưới các chế độ độc tài khác cũng biết rằng chúng tôi luôn mở cửa hoạt động. Bà cũng nhấn mạnh rằng CIA đang thích ứng với sự gia tăng đàn áp và giám sát toàn cầu, giúp bảo đảm an toàn cho những người có thông tin muốn chia sẻ. Một video bằng tiếng quan thoại đã được đăng trên YouTube, cung cấp chỉ dẫn về cách liên hệ với CIA thông qua trang web chính thức, sử dụng các công cụ bảo mật như mạng riêng ảo, VPN, mã hóa hoặc mạng TOR. Trong thông báo, CIA cam kết bảo đảm sự an toàn và yên ổn của người cung cấp thông tin là ưu tiên hàng đầu. Họ khuyến khích những người liên hệ cung cấp thông tin như tên, địa điểm và cách thức liên lạc mà không tiết lộ danh tính thực. Đồng thời, họ cảnh báo rằng có thể mất một thời gian trước khi nhận được phản hồi. Phản ứng trước chiến dịch này, ông Lưu Bằng Vũ, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ đã cáo buộc Washington tiến hành một chiến dịch tuyên truyền sai lệch có tổ chức và có hệ thống nhằm chống lại Trung Quốc. Ông khẳng định mọi nỗ lực chia rẽ người dân Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc đều sẽ thất bại. Đại sứ quán Nga và phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc từ chối bình luận về sự việc. Chiến dịch tuyển dụng của CIA diễn ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng nhu cầu tình báo, đặc biệt khi Trung Quốc mở rộng hợp tác với Nga và Iran, đồng thời thể hiện sức mạnh quân sự tại khu vực. Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên được CIA coi là mục tiêu khó, tức những quốc gia mà chính phủ rất khó bị xâm nhập. Ngoài ra, Mỹ cũng đang đối mặt với các thách thức từ chương trình hạt nhân của Iran, xung đột giữa Iran và Israel, quan hệ ngày càng gần gũi giữa Iran và Nga, cũng như sự hỗ trợ của Iran và các nhóm vũ trang. Chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên cũng là một trọng tâm tình báo của Mỹ, bên cạnh việc Washington cáo buộc Bình Nhưỡng cung cấp vũ khí cho Nga phục vụ chiến tranh ở Ukraine, mặc dù cả Moscow và Bình Nhưỡng đều phủ nhận cáo buộc này. CIA đã bắt đầu chiến dịch tuyển dụng người Nga từ năm 2022 bằng cách đăng hướng dẫn bằng tiếng Nga lên mạng xã hội và sau đó tung các video vào năm 2023 để mở rộng chiến dịch. Quân đội Ukraine có vẻ đã tấn công thành công một kho đạn dược của quân đội Nga tại tỉnh Kursk. Hàng loạt tiếng nổ lớn được ghi nhận gần thành phố Kurchatov, cách nhà máy điện hạt nhân Kursk chỉ 5 km. Ban đầu, các kênh truyền hình của Nga lan truyền thông tin về một vụ cháy gần nhà máy điện hạt nhân Kursk và cáo buộc Ukraine sử dụng bom hàng không của Pháp. Thống đốc vùng Kursk Alexei Smirnov cũng tuyên bố rằng hệ thống phòng không đã bắn hạ một máy bay không người lái của Ukraine và mảnh vỡ rơi xuống một công trình phụ trợ không liên quan đến nhà máy điện hạt nhân.
Tuy nhiên, tình hình đã có bước ngoặt bất ngờ khi cố vấn của thống đốc Kursk Roman Aleksin đã gián tiếp phủ nhận tuyên bố của cấp trên. Aleksin xác nhận rằng không có gì rơi xuống nhà máy điện hạt nhân, nhưng đồng thời cũng bác bỏ thông tin về mảnh vỡ rơi xuống công trình phụ trợ. Thay vào đó, ông tiết lộ về vụ việc ở Kuchatov, theo thông tin đối phương đã đánh trúng mục tiêu, tất cả đều đã chứng kiến vụ nổ và sự kích nổ khẩn cấp. Lời khai của Aleksin về việc kho đạn bị trúng đòn được xác nhận bởi các video do người dân địa phương quay lại. Trong một đoạn video có thể nghe rõ âm thanh của các vụ nổ liên tiếp tại hiện trường. Hơn nữa, giọng nói nền trong video đề cập đến các binh sĩ đang chạy, càng củng cố thêm giả thuyết rằng một mục tiêu quân sự đã bị tấn công. Andrei Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống Thông tin Sai Lệch thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, đã bác bỏ những cáo buộc của các nhà tuyên truyền Nga về cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân. Ông nhấn mạnh rằng không có lý do gì để tấn công nhà máy điện. Trước đó có thông tin cho rằng quân đội Nga đã hạn chế việc đi vào Kuchatov và thiết lập các chốt kiểm soát xung quanh thành phố, lo ngại về khả năng quân đội Ukraine tiến vào khu vực. Trong một diễn biến gây chấn động, Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ vào sâu lãnh thổ Nga nhắm vào sân bay quân sự Borisoglebsk thuộc vùng Voronezh giáp biên giới. Thông tin này được xác nhận bởi một nguồn tin từ cơ quan an ninh Ukraine SBU và các báo cáo từ phía Nga. Theo nguồn tin từ SBU, cuộc tấn công diễn ra vào đêm qua và kéo dài đến sáng hôm nay, nhắm vào các kho chứa bom dẫn đường chính xác KAB, máy bay chiến đấu Su-34 và Su-35, cùng các kho nhiên liệu hàng không tại sân bay. Mục tiêu của Ukraine là làm suy giảm khả năng Nga sử dụng các loại bom KAB có sức tàn phá lớn để khủng bố các thành phố Ukraine. Mặc dù chưa có thông tin chính xác về số lượng máy bay bị hư hại, nhưng hình ảnh vệ tinh đã cho thấy có ít nhất 4 đám cháy trong khu vực. Hệ thống thông tin hỏa hoạn cho quản lý tài nguyên của NASA cũng ghi nhận nhiều đám cháy xung quanh Borisoglebsk trong 24 giờ qua. Phía Nga cho biết họ đã đánh chặn 113 máy bay không người lái của Ukraine trên lãnh thổ Nga trong đêm, trong đó có 25 chiếc ở vùng Voronezh. Thống đốc vùng Voronezh Alexander Gushev thông báo rằng khoảng 30 UAV Ukraine đã bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không hoặc bị vô hiệu hóa bởi các hệ thống tác chiến điện tử. Ông cũng cho biết một người bị thương và 16 ngôi nhà bị hư hại do mảnh vỡ rơi xuống. Cuộc tấn công này là một phần trong chiến lược của Ukraine nhằm làm suy yếu khả năng không kích của Nga. Một trong những vấn đề lớn nhất của Kyiv là kho bom thời Liên Xô khổng lồ của Nga, bao gồm các loại bom dẫn đường khác có sức tàn phá lớn và khó đánh chặn. Máy bay chiến đấu Nga có thể lượn ngoài tầm phòng không của Ukraine để thả bom, gây tổn thất nặng nề cả về vật chất lẫn tinh thần dọc theo các tuyến đầu và các thành phố bị nhắm mục tiêu. SBU tiếp tục thực hiện các biện pháp tích cực để giảm khả năng kẻ thù khủng bố các thành phố hòa bình của Ukraine bằng máy bay chiến đấu được trang bị khác. Nguồn tin Ukraine nhấn mạnh việc phi quân sự hóa các sân bay quân sự Nga sẽ tiếp tục bởi vì kẻ thù không nên cảm thấy thoải mái ngay cả trên lãnh thổ của mình. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, quan chức cấp cao của Hamas Rahi Mustaha, thủ tướng trên thực tế của dải Gaza, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel cách đây vài tháng. IDF và Shin Bet cho biết hôm thứ Năm, đồng thời tuyên bố rằng họ đã xác nhận cái chết của ông. IDF mô tả Mustaha là cánh tay phải và là một trong những cộng sự thân cận nhất của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar. Kênh tin tức Channel 12 đưa tin rằng ông là bạn tù lâu năm của Sinwar trong nhà tù Israel, được thả cùng Sinwar trong thỏa thuận Salit năm 2011 và là một trong năm kiến trúc sư chính của cuộc xâm lược và thảm sát của Hamas vào ngày 7 tháng 10 ở miền nam Israel. Theo quân đội và Shin Bet, Mustaha đã trở thành mục tiêu trong cuộc không kích ở dải Gaza cách đây 3 tháng, cùng với các quan chức Hamas là Shamir al-Shirai, người giữ chức vụ an ninh trong cục chính trị Hamas, và Sami Odeh, người đứng đầu cơ chế an ninh chung của Hamas. Cuộc tấn công được thực hiện bởi máy bay phản lực chiến đấu nhắm vào các quan chức khi họ đang ẩn náu trong một đường hầm ở phía bắc dải Gaza. IDF cho biết họ có thông tin tình báo chính xác cho thấy các quan chức đang ở trong đường hầm. Quân đội mô tả đường hầm này là một khu phức hợp ngầm được trang bị và kiên cố, hoạt động như một trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Hamas và cho phép các điệp viên cấp cao ở bên trong thời gian dài. Hamas chưa xác nhận cái chết của các quan chức cấp cao. IDF cho biết Hamas đang che giấu tổn thất của mình để ngăn chặn việc mất tinh thần trong tổ chức. Quân đội cho biết Mustaha được coi là nhân vật cấp cao nhất trong cơ quan chính trị Hamas ở dải Gaza và trong suốt chiến tranh. Ông duy trì quyền kiểm soát dân sự đối với chế độ Hamas, đồng thời tham gia vào hoạt động khủng bố chống lại Israel. IDF cho biết ông cũng là một trong những đặc vụ cấp cao nhất của Hamas và có tác động trực tiếp đến các quyết định.
liên quan đến việc triển khai lực lượng của Hamas. Trước đó, lãnh đạo chính trị của Hamas là Ismail Haniyeh bị ám sát, được cho là do Israel thực hiện tại Tehran vào cuối tháng 7, và phó lãnh đạo chính trị của nhóm khủng bố này là Salah al-Adouri đã bị Israel giết chết trong một cuộc không kích tại thủ đô Beirut của Liban vào tháng 1. Lãnh đạo Hamas Sinwar đã không liên lạc trong một thời gian tương đối dài và Israel đã điều tra khả năng. Hiện tại, đây chỉ là suy đoán không có cơ sở vì không có bằng chứng cụ thể nào rằng ông đã chết. Cho đến nay, hơn một nửa số lãnh đạo quân sự của Hamas ở Gaza đã được IDF xác nhận là đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh. Thưa quý vị, tình hình căng thẳng tại Trung Đông đang gia tăng đến mức báo động, với các cuộc đụng độ giữa Israel và Hezbollah ở Liban ngày càng trở nên dữ dội. Mới đây, quân đội Liban đã có động thái chưa từng có kể từ khi xung đột bắt đầu cách đây một năm. Họ đã nổ súng vào quân đội Israel sau khi một binh sĩ Liban thứ hai thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel. Ban đầu, quân đội Liban báo cáo rằng một máy bay không người lái của Israel đã tấn công một đơn vị quân đội đang làm nhiệm vụ hỗ trợ di tản dân thường trên đường Majiyon Hasbaya. Sau đó, họ xác định một binh sĩ đã thiệt mạng và một người khác bị thương trong cuộc tấn công của Israel khi đang thực hiện nhiệm vụ di tản và cứu hộ cùng với Hội Chữ Thập Đỏ Liban tại thị trấn Taibeh, miền Nam. Đáp lại, Israel tiếp tục mở rộng phạm vi tấn công, bao gồm cả các cuộc không kích vào khu vực ngoại ô phía nam Beirut, được coi là thành trì của Hezbollah. Theo nguồn tin từ Axios, các cuộc không kích này nhắm vào Hashem Safieddine, người được đồn đoán là người kế nhiệm lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah đã bị ám sát. Tuy nhiên, số phận của Safieddine vẫn chưa rõ ràng và quân đội Israel từ chối bình luận về thông tin này. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ quan điểm lạc quan thận trọng, cho rằng một cuộc chiến tranh toàn diện ở Trung Đông có thể tránh được. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng vẫn còn nhiều điều phải làm để đạt được mục tiêu này. Ông Biden tiết lộ rằng Mỹ đang thảo luận với Israel về các phương án đối phó với cuộc tấn công gần đây của Iran, bao gồm cả khả năng Israel tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Iran. Tuy nhiên, ông từ chối ủng hộ bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Cộng đồng quốc tế đang nỗ lực can thiệp để ngăn chặn tình hình xấu đi. Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và các đồng minh khác đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong 21 ngày trong cuộc xung đột Israel-Liban. Đồng thời, nhiều quốc gia trên thế giới đã chuẩn bị các kế hoạch dự phòng để di tản công dân khỏi Liban sau khi xung đột leo thang mạnh mẽ. Tác động của cuộc xung đột đang lan rộng ra ngoài biên giới Liban và Israel. Theo thống kê của chính phủ Liban, hơn 300.000 người, phần lớn là người Syria, đã di chuyển từ Liban sang Syria trong 10 ngày qua để tránh các cuộc oanh tạc ngày càng gia tăng của Israel. Bên cạnh đó, một cuộc tấn công của Israel gần cửa khẩu biên giới Masna giữa Liban và Syria đã cắt đứt con đường được hàng trăm nghìn người sử dụng để thoát khỏi các cuộc oanh tạc của Israel trong những ngày gần đây. Thưa quý vị, hơn 400 quan chức an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại, cựu thành viên nội các, sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu và các gia đình ngôi sao vàng đã công khai ủng hộ cựu Tổng thống Trump vào ngày thứ Năm. Trong một bức thư ngỏ do cựu cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien và cựu chánh văn phòng Hội đồng An ninh quốc gia Alex Gray tổ chức, những người ký tên đã lên án những thất bại liên tiếp trong chính sách đối ngoại của chính quyền Biden-Harris và kêu gọi người dân Mỹ tái bầu cử ông Trump. Bức thư viết, từ một thế giới hòa bình dưới thời Tổng thống Donald Trump, chúng ta đang gần với một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba hơn bao giờ hết dưới thời chính quyền Biden-Harris. Với nhiều cuộc chiến tranh leo thang trên khắp thế giới, một biên giới mở cho phép những kẻ khủng bố tràn vào lãnh thổ Mỹ và các tác nhân độc hại như Trung Quốc hoạt động không bị kiềm chế. An ninh quốc gia Hoa Kỳ đã bị tổn hại nghiêm trọng bởi các chính sách thất bại của Kamala Harris và Joe Biden. Lá thư ủng hộ được ký bởi nhiều quan chức nổi tiếng từ chính quyền Donald Trump, bao gồm cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo, cựu Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc và cựu ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa năm 2024 Nikki Haley cùng nhiều người khác. 11 thành viên gia đình của 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng tại cổng FB ở phi trường Kabul trong cuộc rút quân của Hoa Kỳ khỏi Afghanistan năm 2021 cũng đã ký vào bức thư. Bức thư ca ngợi thành tích chính sách đối ngoại của ông Donald Trump đối lập với các hành động gây tranh cãi của Joe Biden. Khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, cuộc chiến ở Afghanistan đã kéo dài gần 16 năm. Đến tháng 2 năm 2020, một thỏa thuận hòa bình đã được đạt được, bảo đảm không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng trong chiến đấu cho đến cuối nhiệm kỳ của chính quyền Donald Trump. Thỏa thuận này vẫn giữ vững vì Taliban hiểu rõ quyết tâm của Tổng thống Trump và các lực lượng Hoa Kỳ đã sẵn sàng để bảo đảm họ tuân thủ. Bức thư viết,
Cuộc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan dưới thời chính quyền Biden-Harris vào năm 2021 đã dẫn đến cái chết không đáng có của 13 quân nhân Mỹ dũng cảm tại cổng Abbey và để lại hàng tỷ đô la trang thiết bị quân sự hiện đại cho Taliban, biến họ thành tổ chức khủng bố được trang bị vũ khí tốt nhất thế giới. Ngoài ra, 40 cựu đại sứ Hoa Kỳ, 75 sĩ quan quân đội cấp cao đã nghỉ hưu và hàng trăm quan chức từ các chính quyền đảng Cộng hòa trước đây đã ký vào bức thư ca ngợi những nỗ lực ngoại giao của ông Donald Trump về các thỏa thuận ngừng bắn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các chiến binh người Kurd ở Syria, cũng như Hiệp định Abraham. Bức thư gọi ông Donald Trump là một người kiến tạo hòa bình. Bảo đảm hòa bình là truyền thống vĩ đại nhất của chính sách đối ngoại Hoa Kỳ và các nguyên tắc Judeo-Christian mà quốc gia chúng ta được xây dựng trên đó. Bức thư tiếp tục trước khi trích dẫn từ bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu trong phúc âm Matthew. Chúa Giê-xu nói, phúc thay cho những ai kiến tạo hòa bình vì họ sẽ được gọi là con cái Đức Chúa Trời. Đó chính là di sản của chính quyền Trump. Viết trên X, O'Brien cho biết ông vinh dự được tham gia cùng các đồng nghiệp từ chính quyền Trump trong việc ủng hộ quay trở lại chính sách đối ngoại hòa bình thông qua sức mạnh dưới thời Tổng thống Trump. Một người ký tên khác, tiến sĩ Jerry Hendricks, cựu giám đốc ban cố vấn của Bộ Hải quân, cho biết không phải là một quyết định khó khăn khi đưa tên mình vào bức thư. Ông Trump đã có một trong những nhiệm kỳ tổng thống thành công nhất về chính sách đối ngoại kể từ chiến tranh lạnh. Harris viết trên X, ông ấy đã chấm dứt việc cắt giảm ngân sách, ông ấy đầu tư vào hải quân. Chính quyền Biden-Harris đã là một thảm họa chính sách đối ngoại này đến thảm họa khác. Thưa quý vị, Hải cảnh Trung Quốc thông báo đã tuần tra chung với Nga ở Bắc Băng Dương, đánh dấu lần đầu tiên lực lượng này tiến vào vùng biển gần Bắc Cực. Một đội tàu Hải cảnh Trung Quốc CCJ và tàu cảnh sát biển Nga đã đến Bắc Băng Dương cách đây vài ngày. Đây là lần đầu tiên tàu Hải cảnh Trung Quốc tiến vào Bắc Băng Dương, CCJ thông báo. CCJ cho biết cuộc tuần tra chung với Nga giúp mở rộng phạm vi hoạt động của Hải cảnh Trung Quốc và thử nghiệm khả năng thực hiện nhiệm vụ ở các vùng biển lạ. Lực lượng này không nêu cụ thể địa điểm diễn ra các cuộc tuần tra. Thông báo được đưa ra sau khi lực lượng tuần duyên Mỹ USCG cho biết đã phát hiện 4 tàu thuộc CCG và lực lượng cảnh sát biển Nga di chuyển theo đội hình về hướng đông bắc trên biển Bering, cách vùng đặc quyền kinh tế của Nga khoảng 8 km vào hôm 28 tháng 9. Nằm giữa Nga và bang Alaska của Mỹ, biển Bering là một phần của Bắc Thái Bình Dương. Nó kết nối với Bắc Băng Dương thông qua eo biển Bering, tuyến đường thủy hẹp chia tách châu Á và Bắc Mỹ. Các hoạt động gần đây cho thấy những đối thủ cạnh tranh chiến lược của chúng tôi đang ngày càng quan tâm tới vùng Bắc Cực. Chuẩn đô đốc Megan Dean, chỉ huy khu vực tuần duyên số 17 cho biết trong thông báo của USCG. Trung Quốc nhiều năm qua tìm cách tăng cường hiện diện ở vùng Bắc Cực, khu vực bao gồm Bắc Băng Dương, các vùng biển lân cận và một phần lãnh thổ của một số nước. Nước này tuyên bố là quốc gia cận Bắc Cực và đang tăng cường năng lực phá băng, nghiên cứu tại khu vực. Trung Quốc cũng đẩy mạnh đầu tư các dự án năng lượng của Nga ở đây. Nga, một trong 8 quốc gia Bắc Cực, trước đây không quá chào đón Trung Quốc ở khu vực có tầm quan trọng lớn về an ninh và quân sự với Moscow này. Tuy nhiên, việc Nga tăng cường quan hệ với Trung Quốc sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát dường như đã thay đổi quan điểm của Moscow. Theo giới quan sát, năm ngoái, CCG và Cơ quan An ninh Liên bang Nga, đơn vị quản lý lực lượng cảnh sát biển, nhất trí tăng cường phối hợp thực thi pháp luật trên biển. Trung Quốc cũng được mời quan sát cuộc diễn tập an ninh tuần tra vùng Bắc Cực năm 2023 của Nga. Mỹ đã bày tỏ lo ngại về hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc ở vùng Bắc Cực, cũng như việc nước này tăng cường hợp tác với Nga ở đây. Hồi tháng 7, Mỹ và Canada triển khai lực lượng bám sát các oanh tạc cơ của Trung Quốc và Nga khi chúng lần đầu bay cùng nhau ở gần bang Alaska. Giới chuyên gia nhận định cuộc tuần tra chung trên biển mới nhất của Nga và Trung Quốc là một phần trong nỗ lực tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương, đồng thời gửi thông điệp đến Mỹ, quốc gia đang tăng cường hiện diện ở Thái Bình Dương và cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc. Trong một diễn biến mới nhất từ mặt trận phía Bắc Ukraine, lữ đoàn cơ giới độc lập số 54 mang tên Hetman Ivan Mazepa đã đẩy lui thành công một cuộc tấn công của quân Nga với sự hỗ trợ đắc lực từ các máy bay không người lái. Theo thông tin từ lữ đoàn 54, trong cuộc tấn công này, hai nhóm đặc nhiệm Nga, mỗi nhóm gồm 5 binh sĩ, đã xâm nhập vào các chiến hào của Ukraine. Mục tiêu của kẻ thù là chiếm lấy các bon ke, quân đội Ukraine cho biết. Tuy nhiên, bộ binh Ukraine đã nhanh chóng ngăn chặn được cuộc xâm nhập này. Ngay sau đó, các UAV được điều động tới hiện trường. Các phi công điều khiển UAV thuộc tiểu đoàn K2 đã xé nát lực lượng địch,
khiến hầu hết binh sĩ Nga bị bỏ lại, chết trên các vị trí của Ukraine. Chỉ có một người may mắn thoát được. Quân xâm lược đã cố gắng hết sức để giành được chỗ đứng. Điều càng nhiều binh sĩ càng tốt. Nhưng các phi công UAV, gồm cả các máy bay không người lái tấn công hạng nặng, hoạt động vào thời điểm không điển hình trong ngày, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, quân đội Ukraine nhấn mạnh. Đáng chú ý, trong khu vực này, kẻ thù chủ yếu tấn công bằng bộ binh, tuy nhiên cũng đã có những nỗ lực đột phá bằng xe máy. Kẻ thù ở khu vực Siversk cũng như ở các khu vực khác cố gắng thực hiện các hành động tấn công đa dạng hàng ngày. Hầu hết các cuộc tấn công đều liên quan đến bộ binh địch. Quân đội cho biết thêm, Lữ đoàn cơ giới độc lập số 54 được thành lập vào năm 2014 tại Bakhmut, vùng Donetsk và nhanh chóng trở thành một lực lượng tăng cường quan trọng của quân đội Ukraine trong chiến dịch chống khủng bố. Năm 2018, tiểu đoàn cơ giới K2 gia nhập lữ đoàn và nhanh chóng nổi tiếng trong cuộc chiến. K2 có biểu tượng riêng là một con dơi trên nền ngụy trang, tượng trưng cho đơn vị trinh sát. Lữ đoàn 54 đã đối mặt với cuộc xâm lược quy mô lớn của Nga tại vùng Donetsk gần Mariinka và được coi là những người bảo vệ đầu tiên và can đảm nhất của thành phố này. Gần đây, các phi công UAV của Lữ đoàn 54 đã được trang bị hệ thống trinh sát hàng không sát, góp phần nâng cao hiệu quả chiến đấu của đơn vị. Phái đoàn cấp cao Iran do Ngoại trưởng Abbas Araghchi dẫn đầu đã đáp xuống sân bay quốc tế Beirut Rafik Hariri vào sáng thứ Sáu, chỉ vài giờ sau khi khu vực ngoại vi sân bay bị không kích. Hình ảnh máy bay Iran hạ cánh xuống Beirut được truyền hình trực tiếp bởi hãng tin Reuters, gửi đi một thông điệp rõ ràng về sự ủng hộ mạnh mẽ của Tehran đối với Hezbollah và Liban trong bối cảnh xung đột với Israel đang leo thang. Theo lịch trình, Ngoại trưởng Araghchi dự kiến sẽ gặp Thủ tướng lâm thời Liban Najib Mikati và Chủ tịch Quốc hội Nabi Berri, một đồng minh thân cận của Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Cuộc gặp này càng khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa Iran và các lực lượng chống Israel tại Liban. Đáng chú ý, phái đoàn Iran không chỉ bao gồm các nhà ngoại giao mà còn có sự hiện diện của hai thành viên quốc hội và người đứng đầu Hội Lưỡi Liềm Đỏ Iran. Sự đa dạng trong thành phần đoàn cho thấy Iran đang chuẩn bị một chiến lược toàn diện bao gồm cả hỗ trợ nhân đạo và chính trị đối với Liban. Ngay sau khi phái đoàn hạ cánh, Esmael Bahai, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, đã nhanh chóng đăng tải một thông tin trên mạng xã hội X rằng một gói viện trợ 10 tấn lương thực và thuốc men sẽ được chuyển giao đến Liban như một phần của hỗ trợ nhân đạo. Động thái này không chỉ thể hiện thiện chí của Iran mà còn là một cách để Tehran tăng cường ảnh hưởng của mình tại Liban thông qua viện trợ nhân đạo. Bahai cũng không ngần ngại nhấn mạnh sự ủng hộ kiên định của Iran đối với Hezbollah dũng cảm, đồng thời kêu gọi toàn bộ khu vực nên nhận ra tình hình nguy cấp mà tổ chức này đang phải đối mặt. Lời tuyên bố này được xem như một thách thức trực tiếp đối với Israel và các đồng minh phương Tây, đồng thời cũng là lời kêu gọi sự ủng hộ từ các quốc gia Ả Rập trong khu vực. Chuyến thăm bất ngờ này của phái đoàn Iran diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực đang ở mức cao chưa từng thấy. Việc Iran công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với Hezbollah ngay sau các cuộc không kích vào Liban có thể làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông. Nhiều chuyên gia lo ngại rằng động thái này của Iran có thể dẫn đến phản ứng mạnh mẽ từ Israel và các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ. Trong khi cộng đồng quốc tế đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao để giảm căng thẳng, hành động của Iran dường như đang đổ thêm dầu vào lửa. Tình hình tại Liban và khu vực Trung Đông đang trở nên ngày càng phức tạp và khó lường, với nguy cơ bùng nổ một cuộc xung đột quy mô lớn đang hiện hữu. Trong một diễn biến liên quan, Jordan đã có động thái quyết định cho phép Hoa Kỳ sử dụng không phận của mình để đánh chặn hỏa tiễn Iran đang nhắm mục tiêu về phía Israel. Quyết định này không chỉ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc xung đột khu vực, mà còn thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa các đồng minh của Mỹ trong nỗ lực ngăn chặn cuộc tấn công quy mô lớn từ Iran. Theo thông tin từ các quan chức cấp cao Mỹ, một quan chức cấp cao của Jordan tiết lộ với NBC News, Jordan không chỉ cho phép Mỹ sử dụng không phận để bắn hạ hỏa tiễn Iran, mà còn khẳng định sẽ làm điều tương tự đối với bất kỳ hỏa tiễn nào khác bay qua không phận Jordan. Phát ngôn viên ngũ giác đài Pat Ryder cho biết, nhờ vào sự hỗ trợ từ Jordan, hai tàu khu trục của Hải quân Mỹ USS Bunkley và USS Cole đã có thể phóng khoảng 10 hỏa tiễn đánh chặn để bắn hạ các hỏa tiễn đạn đạo của Iran. Mặc dù chưa có thông tin chính xác về số lượng hỏa tiễn Iran bị bắn hạ, nhưng hành động này đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ Israel. Cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc Jack Sullivan nhấn mạnh rằng quân đội Mỹ đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng phòng vệ Israel IDF trong nỗ lực bảo vệ đất nước này. Ông Sullivan cho biết các tàu khu trục hạm của Hải quân Mỹ đã tham gia cùng với các đơn vị phòng không của Israel trong việc bắn hạ hỏa tiễn đang bay tới Israel,
Chúng tôi vẫn chưa biết bất kỳ thiệt hại nào từ phía Israel. Ông còn nhận định rằng cuộc tấn công của Iran có vẻ không hiệu quả và đã bị đánh bại. Trong khi các cường quốc tập trung vào các động thái quân sự, tình hình nhân đạo tại khu vực đang trở nên ngày càng nghiêm trọng. Tại Liban, Iran đã ra lệnh cho cư dân của hơn 30 ngôi làng ở miền Nam di chuyển về phía Bắc do giao tranh với các tay súng Hezbollah trong một cuộc tấn công trên bộ xuyên biên giới. Lệnh di dời này đã khiến khoảng 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa để tìm nơi trú ẩn an toàn. Michael Adams, giám đốc quốc gia Liban của tổ chức nhân đạo Care International cho biết, gần một nửa số người tại các nơi trú ẩn khẩn cấp dành cho người di cư ở Liban là trẻ em và các cơ sở này đang hoạt động quá công suất. Tình trạng này đặt ra những thách thức lớn về mặt nhân đạo và đòi hỏi sự hỗ trợ khẩn cấp từ cộng đồng quốc tế. Kính thưa quý vị, và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã lựa chọn The Sun Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Thảo Vy xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.